Chủ tịch áp nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khảo sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại khu vực biên giới. Ngày 9 tháng 3, Chủ tịch áp nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khảo sát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu Khánh Bình An Phú và cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên Tịnh Biên, cùng đi có Phó Chủ tịch áp nhân dân tỉnh Lê Văn Phước. Qua khảo sát, Chủ tịch áp nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các ban, ngành tỉnh, và hai huyện An Phú và tỉnh biên tập trung làm tốt công tác kiểm soát cư dân qua lại biên giới. Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, cũng như kiểm tra thân nhiệt người dân tại khu vực cửa khẩu. Cụ thể, huyện An Phú cần nắm chắc tình hình học sinh đi học. Qua lại biên giới, kiên quyết cách ly tại nhà đối với những em có dấu hiệu sốt ho. Riêng các bến đỏ giáp biên giới Campuchia thuộc khu vực xã Khánh An cần có điểm khai báo y tế. Và kiểm tra thân nhiệt. Đối với huyện Tịnh Biên, cần yêu cầu người dân qua lại biên giới. Khi giao thương hàng hóa, tại cửa khẩu chính ngạch phải nghiêm túc thực hiện việc khai báo y tế và kiểm tra thân nhiệt huyện phải chủ động nguồn nhân lực cơ sở vật chất phục vụ tốt công tác phòng chống dịch và cách ly khi có tình huống xảy ra bên cạnh đó các ngành các cấp hai địa phương cũng tăng cường khuyến cáo người dân không nên đi du lịch nước ngoài nhất là các quốc gia đang có dịch chốt chặn các đường mòn lối mở tại khu vực biên giới đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch trong cộng đồng quản lý chặt chẽ tình hình cư dân nhập cảnh từ nước ngoài nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế tại khu vực cửa khẩu, tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch COVID-19 cho người dân qua lại biên giới, Chủ tịch áp nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình kiểm tra công tác phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu hai huyện, Tịnh Biên và An Phú, và làm việc với các ngành và địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19 hãy cho thế giới này biết về quan điểm của bạn bằng cách bình luận dưới video trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại